cập nhật những diễn biến mới nhất chiến sự Nga-Ukraine cho đến chiều tối ngày 8 tây tháng 7 năm 2023. Niềm an ủi nhỏ nhoi, Tổng thống Joe Biden cho hay Mỹ sẵn sàng bảo đảm cho Ukraine một loại thỏa thuận an ninh tương tự với Israel như hiện nay, thay vì tư cách thành viên NATO. Đánh giá từ Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW, Nga có nguy cơ xuống cấp quân đội trong bối cảnh thiếu lực lượng dự bị sẵn sàng chiến đấu. Không chỉ thiếu lực lượng dự bị sẵn sàng chiến đấu, Nga thậm chí còn không có tiền để trả lương cho những binh sĩ đang ở trên mặt trận, dẫn đến làn sóng phản chiến ngày càng lan rộng trong đội quân ô hợp. Tình hình phía Nam khởi sắc, Ukraine tuyên bố chọc thủng được lớp phòng thủ đầu tiên của Nga đang tiến về phía Tomark, nơi có các tuyến đường hậu cần quan trọng nhất của Nga, Nhân kỷ niệm 500 ngày chiến tranh, trái ngược với vua chuột chỉ biết trốn trong điện Kremlin, Tổng thống Zelensky đã thực hiện chuyến hành trình nguy hiểm đến đảo Rắn, nêu cao khẩu hiệu vinh quang cho Ukraine. Cuối cùng là một số tin vắn chiến sự. Nhận định của Bộ Quốc phòng Anh, Nga khó có khả năng giữ được bát mút. Ukraine phá hủy nhà kho lớn nhất của quân đội Nga ở hậu phương. Mỹ bóng gió giải pháp mới, Ukraine có thể nhận F-16 sớm hơn dự kiến. Tất cả sẽ được thông tin chi tiết ngay sau đây. Molly xin được trân trọng kính chào toàn thể quý vị đang xem bản tin cập nhật diễn biến chiến tranh Nga-Ukraine của The Saigon Post. Thưa quý vị, ngày thứ 500 của chiến sự, tức ngày 8 tháng 7, 2023, mặc dù tư cách thành viên NATO cho Ukraine vẫn còn là một điều xa vời, do quy định bất di bất dịch của liên minh là không kết nạp bất cứ quốc gia nào đang có chiến tranh, Tuy nhiên, đã có một cú hích diễn ra ở đây với việc Mỹ đề xuất thỏa thuận an ninh kiểu Israel cho Ukraine. Trong hoàn cảnh hiện nay, thì đây tuyệt đối không phải là một sự lựa chọn tội. Tổng thống Joe Biden cho hay Mỹ sẵn sàng đưa ra cho Ukraine một loại thỏa thuận an ninh tương tự với Israel như hiện tại thay vì tư cách thành viên NATO. Cụ thể, trong cuộc phỏng vấn với đài CNN hôm 7 tháng 7, ông Biden cho hay Tôi nghĩ rằng NATO chưa sẵn sàng tiếp nhận thành viên. Tôi cũng không nghĩ rằng có sự nhất trí trong NATO về việc để Ukraine gia nhập Liên minh NATO vào thời điểm giữa cuộc chiến này. Ông Biden lý giải việc kết nạp Ukraine đồng nghĩa với việc liên minh quân sự này phải cam kết bảo vệ toàn bộ lãnh thổ của Ukraine. Ông Biden nhấn mạnh, nếu chiến tranh Nga-Ukraine tiếp tục kéo dài, việc kết nạp Ukraine đồng nghĩa với việc tất cả chúng ta sẽ bị kéo vào, chúng ta sẽ rơi vào một cuộc chiến trực tiếp với Nga tổng thống mỹ cho rằng còn quá sớm để kêu gọi bỏ phiếu ngay lúc này và mô tả việc gia nhập nato là một tiến trình cần thời gian cũng như liên quan đến các cải cách như dân chủ hóa theo ông biden mỹ cần đưa ra cách hợp lý để ukraine đáp ứng đủ điều kiện trở thành thành viên tổng thống mỹ cho hay thay vào đó nền kinh tế số một thế giới sẵn sàng đưa ra cam kết an ninh giống thỏa thuận với israel theo đó cung cấp vũ khí họ cần để giúp họ tự vệ ông biden nhấn mạnh điều kiện cho cam kết này là một lệnh ngừng bắn và một thỏa thuận hòa bình hiện không rõ ý của ông biden là gì nhưng cho đến nay ukraine vẫn phản đối kịch bản đóng băng hay ngừng bắn với nga mà chưa giành lại toàn bộ lãnh thổ cam kết kiểu israel lần đầu tiên được tờ new york times đề cập vào tháng trước mô tả đây là một cam kết có thời hạn nhằm duy trì dòng vũ khí từ phương tây tới ukraine theo ước tính của quân đội Nga, Mỹ và các đồng minh đã cung cấp cho Ukraine hơn 100 tỷ USD vũ khí, đạn dược và thiết bị chỉ riêng trong năm 2022. Tổng thống Biden nhấn mạnh ưu tiên của ông là duy trì khối NATO đoàn kết vì theo đánh giá của ông và của cộng đồng tình báo Mỹ, việc phá vỡ khối này là một trong những mục tiêu chính sách của Nga thưa quý vị mùa đông năm ngoái với việc phát động tấn công ukraine bằng chiến thuật biển người quân đội của putin không chỉ đã tiêu tốn phần lớn lực lượng vừa được huy động mà còn để lại di chứng trong bộ máy của đội quân xâm lược cho đến thời điểm hiện tại theo viện nghiên cứu chiến tranh isw nga đang mạo hiểm xuống cấp quân đội trong cuộc chiến ở ukraine do thiếu lực lượng dự bị sẵn sàng chiến đấu một báo cáo được công bố hôm thứ năm bởi viện nghiên cứu chiến tranh isw có trụ sở tại hoa kỳ đã trích dẫn các blogger quân sự thân nga nói rằng quân đội nga đang thiếu khả năng phòng thủ ở miền nam ukraine do không thể luân phiên binh lính trong và ngoài chiến đấu isw cho rằng thiếu sót sẽ ảnh hưởng đến khả năng phòng thủ của moscow trước cuộc phản công đang diễn ra của ukraine Oleksii Danilov thư ký hội đồng quốc phòng và an ninh quốc gia ukraine cho biết trong một tweet vào đầu tuần này rằng cuộc phản công của ukraine tập trung vào các khu vực do nga chiếm đóng ở miền nam và miền đông ukraine đã đặc biệt hiệu quả trong những ngày gần đây tiến độ đã được thực hiện bình tĩnh khôn ngoan từng bước một báo cáo của isw cho thấy rằng moscow có thể gặp khó khăn hơn trong việc ngăn chặn cuộc phản công nếu nó tiếp tục kéo dài báo cáo lưu ý tuyên bố của một blogger quân sự rằng quân đội Nga được huy động ở khu vực Zaporizhia, đông nam Ukraine, đã ở tiền tuyến kể từ tháng 10 năm 2022, mà không có bất kỳ đợt luân chuyển nào do không có sẵn nhân sự để thay thế họ isw cho biết lực lượng nga có thể thiếu lực lượng dự trữ sẵn sàng chiến đấu việc không thực hiện bất kỳ đợt luân chuyển nào có thể sẽ dẫn đến tốc độ xuống cấp nhanh hơn đối với các đội hình phòng thủ của nước nga trước các cuộc phản công của ukraine ở miền nam ukraine đã có một số dấu hiệu cho thấy Ukraine có thể sắp đạt được những bước tiến đáng kể hơn nữa trước lực lượng của Putin, vốn vẫn đang cố gắng phục hồi sau nỗ lực binh biến gần đây của lãnh đạo tập đoàn Wagner, Yevgeny Prigozhin. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Hanna Malia cho biết hôm thứ Tư rằng tiến trình đang được thực hiện gần thành phố Bakhmut phía đông đang bị bao vây mà Nga đã chiếm được vào tháng 5 cùng với lực lượng của tập đoàn Wagner phó đô đốc hải quân hoa kỳ đã nghỉ hưu robert muret phó giám đốc viện luật và chính sách an ninh của đại học syracuse nói rằng chỉ là vấn đề thời gian cho đến khi các lực lượng ukraine tràn ngập bác mút bên cạnh đó dữ liệu mới do viện nghiên cứu kinh tế kiel công bố hôm thứ năm cho thấy lượng xe tăng dự trữ của ukraine lần đầu tiên đã vượt qua nga mặc dù trước chiến tranh nga đã có số lượng xe tăng dự trữ gấp đôi ukraine không chỉ thiếu lực lượng dự bị sẵn sàng chiến đấu, Nga thậm chí còn không có tiền để trả lương cho những binh sĩ đang ở trên mặt trận, dẫn đến làn sóng phản chiến ngày càng lan trọng trong đội quân ô hợp này. Thưa quý vị. Một đoạn video mới được đăng lên mạng xã hội hôm thứ Sáu cho thấy quân đội Nga ở Ukraine tuyên bố họ sẽ không chiến đấu vì đất nước nữa do không được trả lương cũng như không được cung cấp nguồn quân nhu phù hợp. Chúng tôi phải chiến đấu vì tiền của chính mình. Tất cả tiền mà chúng tôi từng nhận đã được dùng hết để tự mua sắm đạn dược cho mình. Một người lính nói trong video, War Translate, một dự án truyền thông độc lập chuyên dịch các tài liệu về cuộc chiến ở Ukraine sang tiếng Anh, đã chia sẻ đoạn video trên Twitter. Trong đoạn clip, những người lính Nga cho biết một cách phẫn nộ rằng họ đã mất 75% đơn vị của mình khi chiến đấu quanh làng Novodarivka. Chúng tôi ban đầu có 160 người, giờ chỉ còn lại 40. Một người đàn ông nói, Nhóm binh sĩ đều bịt kín mặt và nhiều người đàn ông đã phát biểu trong video. Họ tuyên bố đã không nhận được bất kỳ khoản thanh toán nào từ Nga kể từ tháng 1 và cho biết họ đã chiến đấu liên tục trong 10 tháng mà không được nghỉ phép. Những bất bình khác cũng được phát sóng trong clip. Không có sự hỗ trợ của pháo binh, không có gì, không có nguồn cung cấp, không có nước, không có gì, một binh sĩ nói. Hôm nay ngày 6 tháng 7, họ muốn kiểm tra mạnh mẽ chúng tôi một lần nữa ở Novodadivka, vì vậy chúng tôi sẽ từ chối một người khác nói thêm theo world translate họ tiếp tục mô tả rằng không có phương tiện hạng nặng hỗ trợ và chỉ có súng trường để chiến đấu chống lại xe tăng của ukraine tất cả trang bị cho chúng tôi đều bị bom phá hủy các đại đội chúng tôi chỉ còn lại hai chiếc xẻng chẳng là gì cả một chiến sĩ nói đoạn video clip này chỉ là ví dụ mới nhất về việc quân đội nga phản đối việc chiến đấu do bị đối xử kém và thiếu trang thiết bị trầm trọng Tuần trước, World Translate đã chia sẻ một đoạn clip về những người đàn ông từ binh đoàn bảo tố Storm của Nga, trong đó tuyên bố họ từ chối chiến đấu trên tiền tuyến máy xây thịt tại ngôi làng Ryuzhny thuộc vùng Zaporizhia chúng tôi sẽ không chiến đấu nữa. Nếu bất kỳ ai trong chúng tôi chết ở đây, đó không phải là cái chết trên mặt trận. Điều đó có nghĩa là chúng tôi đã bị giết bởi những người của chính chúng tôi ở đây, không phải trong trận chiến. Một người lính trong đoạn video đã nói, vào thứ hai, World Translate đã đăng một video khác về một người lính Nga đóng quân ở Ukraine, nói rằng đơn vị của anh ta đang từ chối tuân theo mệnh lệnh vô nghĩa và tự sát do các sĩ quan chỉ huy đưa ra cho họ. Thưa quý vị, tiếp tục bản tin sẽ là tình hình đang khởi sắc ở mặt trận phía Nam. Theo đó, chỉ huy đơn vị trinh sát Ukraine Tendez Yaroslavsky nói rằng lữ đoàn 47 của quân đội Ukraine đang làm nên những điều kỳ diệu thực sự ở mặt trận. Theo ông, các binh sĩ Ukraine đã chọc thủng tuyến phòng thủ đầu tiên của Nga và đang tiến về phía thành phố Tokmak có vị trí chiến lược quan trọng, tiếp tục chiến thuật vây, lấn, tấn và diệt. Tokmak thuộc tỉnh Zaporizhia sẽ là nơi tiếp theo. Ngay sau khi chúng tôi chiếm được Tokmak, chúng tôi sẽ kiểm soát các tuyến đường hậu cần quan trọng nhất của Nga. Nhưng một lần nữa, lấy lại thứ gì đó luôn khó hơn là để mất nó. Ông Yarolavsky cho biết trong một cuộc phỏng vấn trên kênh YouTube Politika. Khi người dẫn chương trình hỏi Yarolavsky về các tuyến phòng thủ mà Nga xây dựng mạnh đến mức nào, vị chỉ huy Ukraine trả lời. Thực tế là họ biết cách phòng thủ. Tuyến phòng thủ đầu tiên của họ đều được gài mềm. Tuyến thứ hai là các khu vực kiên cố, nơi họ chủ yếu thực hiện các hành động quan sát. Tuyến phòng thủ thứ ba được làm bằng các bon ke bê tông, nơi triển khai xe tăng. Người Nga biết cách khai thác, họ giỏi về kỹ thuật, mọi thứ đều rất khó khăn, khó khăn một cách phi thực tế. Vị chỉ huy Ukraine lưu ý rằng nếu Ukraine có máy bay của phương Tây, đặc biệt là F-16, một nửa hệ thống phòng thủ của Nga đã bị phá hủy một tháng trước khi họ bắt đầu cuộc phản công. Nhưng người Ukraine không được tặng máy bay, mặc dù các phi công Ukraine có khả năng lái chiến đấu cờ F-16. Những tuyên bố của chỉ huy đơn vị trinh sát Ukraine được đưa ra trong bối cảnh Mỹ vừa công bố gói viện trợ quân sự thứ 42 trị giá 800 triệu USD cho Ukraine, bao gồm các tổ hợp pháo và đạn dược và đặc biệt có đạn thông thường cải tiến lưỡng dụng DPICM với hiệu quả cao và đáng tin cậy. DPICM là một loại đạn chùm và đây là lần đầu tiên Mỹ cung cấp đạn chùm cho Ukraine, bất chấp động thái này bị nhiều quan chức đặc biệt là Tổng thư ký Liên hợp quốc phản đối. Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 7 tháng 7 cho biết rất khó khăn khi đưa ra quyết định cung cấp đạn chùm, sông quân đội Ukraine đang cạn đạn dược. Ukraine lúc này cần vũ khí để ngăn lực lượng Nga khiến họ không thể chặn các đợt phản công. Tôi nghĩ họ cần chúng, ông Biden nói. Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 500 ngày chiến tranh, trong khi Putin đóng vest chỉnh chu và có hàng tá thế thân chỉ dám trốn chui trốn nhũi bên trong nước Nga, khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sau chuyến công du đến một lạc nước để kêu gọi sự ủng hộ cho cuộc chiến vệ quốc đã thực hiện một chuyến đi mạo hiểm đến thăm đảo rắn vừa được giải phóng. Tất cả những điều này đã tạo nên một bức tranh tương phản gay gắt giữa một bên là người hùng của thời đại, còn bên kia là vua chuột xấu xa. Vào ngày thứ 500 của cuộc chiến, nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky đã đến đảo rắn được giải phóng từ đó, ông cảm ơn mọi người lính Ukraine đã chống lại sự xâm lược của Nga trong 500 ngày. Đoạn phim về chuyến đi dũng cảm của tổng thống Zelensky tới Germany đã được công bố vào sáng ngày 8 tháng 7. Theo đó, tổng thống Zelensky đã đến đảo rắn cùng với quân đội và cánh tay phải của ông, người đứng đầu văn phòng tổng thống Andriy Yermak. Ở đó, họ đã tưởng nhớ những người lính đã ngã xuống trong trận chiến, giành hòn đảo. Trận chiến đã trở thành một trong những chiến thắng quan trọng của Ukraine trong cuộc chiến. Hôm nay, chúng ta đang ở trên đảo rắn. Trên đảo rắn của chúng ta, nơi không bị khuất phục bởi kẻ chiếm đóng, giống như toàn bộ Ukraine, bởi vì chúng ta là đất nước của những người dũng cảm. Tôi muốn cảm ơn điều đó từ đây, nơi chiến thắng của chúng ta. Mỗi chiến binh trong 500 ngày này, chúng ta nhất định sẽ thắng. Nhất định, vinh quang cho Ukraine, chúng ta đang tiến lên. Nhà lãnh đạo Ukraine nói, khi ở trên đảo, Tổng thống Zelensky đã để lại lời nhắn trên tấm bia, vinh quang cho Ukraine, vinh quang cho các anh hùng. Cần lưu ý rằng, đảo Rắn được giải phóng khỏi sự chiếm đóng của Nga vào ngày 30 tháng 6 năm 2022. Trong các trận chiến vì nó, xoáy hạm của hạm đội biển đen của Liên bang Nga, tàu tuần dương Moskva, một số lượng lớn quân xâm lược và thiết bị của Nga đã bị phá hủy. Việc giải phóng đảo Rắn đã tước đi bàn đạp của người Nga cho một cuộc tấn công có thể xảy ra vào Odessa. Tiếp theo là một số tin vắng chiến sự đáng chú ý. Các quan chức tình báo lưu ý rằng sau một thời gian tạm lắng vào tháng 6, trong 7 ngày qua, Bakhmut lại trở thành nơi diễn ra một số cuộc giao tranh ác liệt nhất trên mặt trận. Các lực lượng Ukraine đã giành được nhiều thắng lợi ổn định ở cả phía Bắc và phía Nam thành phố do Nga kiểm soát. Quân đội Nga có thể sẽ phải vật lộn với tinh thần sa xúc, sự phối hợp giữa các đơn vị khác nhau và khả năng tìm cũng như tiêu diệt pháo binh Ukraine hạn chế. Bộ Quốc phòng Anh cho biết, cần lưu ý rằng giới lãnh đạo Nga gần như chắc chắn gọi việc để Ukraine lấy lại Bakhmut là không thể chấp nhận được về mặt chính trị, vốn có sức nặng biểu tượng là một trong số ít thành tựu của Nga trong 12 tháng qua. Tuy nhiên, hiện Nga vẫn có ít dự trữ bổ sung có thể được phân bổ cho lĩnh vực này. Tại Sukhodolsk và Shirokino, bị chiếm đóng của vùng Lugansk, một kho đạn dược của quân xâm lược đã được phi quân sự hóa theo đó, vào rạng sáng ngày 8 tháng 7, một ngày tận thế thực sự đã xảy ra tại Sukhondonsk. Một kho đạn dược rất lớn của quân đội Nga đã bốc hơi. Những vụ nổ mạnh được nghe thấy ở Krasnodon và Molodovadesk lân cận. Cư dân của Luhansk tuyên bố rằng ngay cả họ cũng cảm thấy vụ nổ. Như nhà báo Denis Kazansky đã lưu ý, Sukhondonsk và Sorokino là hậu phương sâu xa của quân xâm lược trên biên giới với Liên bang Nga. Có vẻ như cơn đói đạn pháo của quân đội Nga sẽ tăng lên một chút trong thời gian tới, ông nhận xét. Theo nhà báo, lực lượng vũ trang Ukraine đã không có được thành công như vậy kể từ mùa hè năm 2022 khi Hamas mới bắt đầu hoạt động. Trên các trang công khai của Lugansk bị chiếm đóng, họ viết rằng lực lượng vũ trang Ukraine đã tấn công một kho đạn dược hòa bình có một trạm xăng gần đó. Tòa Bạch Ốc vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc chuyển giao hỏa tiễn Atac MS cho Ukraine, nhưng Washington cho rằng Kyiv vẫn sẽ nhận được F-16 trước khi chiến tranh kết thúc. Với nhận định như vậy, điều phối viên phụ trách truyền thông chiến lược tại Hội đồng An ninh Quốc gia Tòa Bạch Ốc John Kirby đã phát biểu trên CNN như sau. F-16 chưa bao giờ được coi là vũ khí để phản công. Tôi hy vọng rằng cuộc chiến này sẽ kết thúc nhanh hơn nhiều. Nhưng nếu điều này không xảy ra, thì chúng tôi sẽ bàn giao F-16 cho họ càng nhanh càng tốt. Kyiv hiện chưa bình luận về quyết định của Mỹ và Điện Kremlin đã đe dọa các nước NATO bằng các cuộc tấn công vào các phi trường nơi các máy bay chiến đấu được bàn giao cho Ukraine sẽ đóng quân. Trước đó, các phương tiện truyền thông đã viết rằng Ukraine có khả năng nhận được những chiếc máy bay chiến đấu hiện đại đầu tiên trong những tháng đầu tiên của năm 2023. Tuy nhiên, câu hỏi quốc gia nào sẽ chuyển giao F-16 cho APU vẫn còn bỏ ngỏ. Cộng hòa Séc cho biết sẽ tham gia giúp đỡ Ukraine và tặng thiết bị bay mô phỏng để đào tạo phi công F-16. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi đến cuối bản tin. Kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe và bình an. Mô Ly rất mong quý vị sẽ tiếp tục đồng hành cùng với kênh bằng cách nhấn vào nút like video, chia sẻ cũng như đăng ký kênh. Còn bây giờ xin được kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin tiếp theo.